Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và ngày hôm qua chúng ta đã chào đón sự ra mắt của bộ 3 chiếc điện thoại tiếp theo trong series Mi 11. Đó chính là Mi 11 Lite, Mi 11 Pro và Mi 11 Ultra. Và bây giờ hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin về các sản phẩm này nhé. Sản phẩm đầu tiên xuất hiện đó chính là Mi 11 Pro, có thông số khá giống so với Mi 11 ra mắt trước đó. Nhưng màn hình được phân giải Quad HD, tấm nền AMOLED và tần số quét 120Hz. Vi xử lý vẫn giữ nguyên đó là Snapdragon 888 và loa kép tinh chỉnh bởi Harman. Nâng cấp sẽ đến từ viên pin được nâng từ 4600 lên 5000 mAh, nhưng nhờ công nghệ pin mới dựa trên cực dương silicon oxy nên kích thước không dày hơn quá nhiều. Máy cũng đi kèm sạc nhanh có dây và không dây đều là 67W cho khả năng sạc đầy trong 36 phút. Kèm với đó là sự ra mắt của đế sạc 80W. Hệ thống camera cũng được nâng cấp với cảm biến mới GN2, được thiết kế với sự hợp tác của Samsung, kích thước 1:1.2 inch, lớn hơn gấp 5 lần so với trên iPhone 12 Pro. Nhờ độ phân giải 50MP kết hợp với 4PX thành 1 để thu được nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng. Công nghệ Dual Pixel Pro hứa hẹn lấy LED hiệu quả. Không giống như Mi 11, Mi 11 Pro được trang bị ống kính tele cho phép sử dụng lợi thế zoom quang học 5x, có OIS và zoom kỹ thuật số 50x. Mi 11 Pro có thể quay được 8K và quay chuyển động rộng 1920x9 giây. Đây cũng là thiết bị đầu tiên của Xiaomi được trang bị kháng nước chống bụi đạt tiêu chuẩn IP68. Mi 11 cũng tận dụng lợi thế của Wi-Fi 6 kết nối lên đến 3.5G/giây thông qua router hỗ trợ Wi-Fi 6 AX9000 của hãng. Mức giá của Mi 11 Pro sẽ có các phiên bản 8GB 128GB nhớ trong, 8GB 256GB nhớ trong, 12GB và 256GB nhớ trong, có giá lần lượt là 761, 807 và 868 đô la Mỹ. Tiếp theo sẽ là chiếc máy cao cấp nhất Xiaomi Mi 11 Ultra, hội tụ đủ những thứ cao cấp nhất và sáng tạo nhất của Xiaomi ở thời điểm hiện tại. Ngay từ ngoại hình có thể thấy Xiaomi Mi 11 Ultra được tập trung nhiều vào camera, với hệ thống camera chiếm gần như toàn bộ chiều ngang của, góp phần dễ nhận biết đây là sản phẩm cao cấp hàng đầu. Máy sở hữu tới 3 cảm biến, trong đó cảm biến Samsung GN2 mới nhất giống Xiaomi Mi 11, độ phân giải 50MP, bên cạnh hai cảm biến IMX586, đóng vai trò là cảm biến góc rộng và cảm biến tele zoom quang 5x, zoom kỹ thuật số 120x. Xiaomi Mi 11 Ultra là nhà vô địch về hình ảnh và video, khi đạt số điểm Diego Max là 143. Thậm chí, Xiaomi còn tự tin so sánh hình ảnh chụp từ Sony RX1000 Mark 7 trong điều kiện thiếu sáng. Mi 11 Ultra còn cho ra hình ảnh tốt hơn nhờ các thuật toán mạnh mẽ. Đặc biệt hơn cả là Mi 11 Ultra còn sở hữu một màn hình phụ AMOLED thứ hai trong cụm camera ở mặt lưng, sử dụng để hiển thị thông báo và xem trước các bức ảnh chụp selfie qua camera sau. Máy cũng tích hợp chế độ tiết kiệm năng lượng tiên tiến để màn hình này không gây tốn quá nhiều pin của máy. Xiaomi Mi 11 Ultra cũng sở hữu màn hình Quad HD, tần số quét 120Hz, Snapdragon 888, pin 5000, sạc không dây và có dây 64W, cùng loa kép Harman. Máy có hai phiên bản màu trắng và màu đen. Mặt lưng được nâng cấp làm từ chất liệu gốm. Màn hình gong phía trước được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus. Máy có 3 phiên bản 8GB 256GB bộ nhớ trong, 12GB 256GB bộ nhớ trong và 12GB 512GB bộ nhớ trong, với mức giá lần lượt là 913, 989 và 1066 đô. Mức giá này dễ chịu hơn khá nhiều so với đối thủ như Find X3 Pro hay Galaxy S21 Ultra. Bên cạnh Mi 11 Pro và Mi 11 Ultra, Xiaomi cũng giới thiệu Mi 11 Lite là phiên bản rút gọn rất giá trị. Mi 11 Lite là mẫu smartphone 5G mỏng nhẹ hàng đầu thế giới hiện nay, với trọng lượng chỉ 159g và phiên pin 4250. Điều này có được có vẻ như vì máy được hoàn thiện từ chất liệu nhựa. Máy có tới 6 màu sắc để người dùng lựa chọn, trong đó có những màu sắc rất trẻ trung như vàng, hồng, xanh. Màn hình của máy có kích thước 6,55 inch, tấm nền AMOLED với tần số quét 90Hz, hỗ trợ HDR10, tốc độ sạc phản ứng 240Hz và hỗ trợ Dolby Vision. Xiaomi Mi 11 Lite được trang bị cảm biến chính 64MP, camera góc rộng 8MP và cảm biến macro 5MP. Ảnh chiếu sáng của máy có thuật toán cải thiện mới dành cho cả khi chụp selfie thông qua camera selfie 20MP. Xiaomi Mi 11 được cập nhật cấu hình mới nhất với con chip Snapdragon 780G vừa ra mắt. Mức giá cho phiên bản 8GB 128GB bộ nhớ trong và 8GB 256GB bộ nhớ trong lần lượt là 350 và 395 đô. Đây sẽ là chiếc máy sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất trong phân khúc so với những sản phẩm bán chính hãng tại Việt Nam.